chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Sân khấu và cuộc đời. Hôm nay Ngọc Tiên sẽ mời quý vị các bạn cùng gặp gỡ với một danh ca. Bởi vì sao lại nói là danh ca, con số 10 hay là 20 năm vẫn là một con số chưa đáng kể đối với chặng đường mà cô đã đi qua. Và mọi người vẫn luôn nhắc đến cô với biệt danh đó chính là Nữ Hoàng Sầu Muộn. Chắc là quý vị và các bạn cũng đoán được là Ngọc Tiên sẽ mời quý vị các bạn gặp gỡ ai đúng không? Và để lý giải cho câu nói Nữ Hoàng Sầu Muộn, là chúng ta hãy cùng gặp gỡ ngay cô tại ngay căn hộ mà cô đang ở. Hãy đi theo Ngọc Tiên nhé. Người ơi, khi cô quên là khi lòng nhớ thêm, dòng đời là chuỗi tiếc nhớ, mơ vui là lúc ngàn tâm hồn tàn đêm. Tôi khóc khi trời mưa buồn hắt hiu, lòng mình thầm nhớ dĩ vãng, đau thương từ lúc vừa bước chân vào đường yêu. Đêm ấy mưa rơi nhiều, giọt mưa tan tác mưa mùa, tiễn chân người đi buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly. Nghe tim mình xa buốt hồi còi xe thương vô vàn, nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn đêm. Con chào cô ạ. Cô Linh xin chào và Ngọc Tiên. Dạ, cô Linh ơi, hồi nãy giờ thì con cũng có nói với quý vị khán giả của chương trình Sân khấu cuộc đời là tại sao cô lại có cái biệt danh là Nữ Hoàng Sầu Muộn. Dạ. Nhưng mà trước khi mà cô sẽ giải thích là tại sao lại có thì chắc là quý vị khán giả cũng muốn biết là cái quá trình hoạt động giữa sân khấu và cũng như là cuộc đời của cô như thế nào á. Dạ. Mà mình bắt đầu mình ca hát là từ khi nào cô còn nhớ không ạ? Cô xin được trả lời câu là tại sao mà cô có cái biệt danh là Nữ Hoàng Sầu Muộn. À dạ. Thì cô sở trường những dòng nhạc trữ tình và rất là buồn. Hầu hết trong cuộc đời của cô thì cô trình diễn bài những nhạc phẩm toàn là nói về tâm sự, chia ly đau khổ. Và tất tại là cái giọng hát mình nó hợp với cái những nhạc phẩm đó. Thành ra Giao Linh bị đặt tên là Nữ Hoàng Sầu Muộn từ cái ngày bắt đầu đi hát cho tới bây giờ. Dạ. Vậy là do chắc là chất giọng của mình phù hợp nên mình bắt đầu từ hồi xưa là mình đã hát tới bây giờ dòng nhạc này rồi. Dạ. Cô đi hát thì vào thập niên 1967. Cái thời gian đầu đi hát thì cũng Giao Linh cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Mà Giao Linh nghĩ là cái đường khó khăn nào của mình đi thì nếu mình cố gắng thì ông trời cũng không có phụ cái lòng của mình thì sẽ cho mình thành công. Ngày còn nhỏ đó thì cô bước đầu của cô đi hát á, thì cô tập nhạc á, thì vào năm 15 tuổi. 15 tuổi. À, 15 tuổi cô cũng đã tập tễnh đi học nhạc rồi. Rồi cô cũng gặp nhiều sự khó khăn lắm. Chẳng hạn như là nhà mình thì xa nhà của thầy quá. Ra mỗi một lần mà cô đi thì cô phải đi bằng xe bus. Nếu mà hôm nào mà có được tiền chút đỉnh mà thì đi được xích lô. Dạ. Đó, thì từ nhà cô là ở trong Chợ Lớn, ở trong sân vận động Thống Nhất bây giờ đó. Dạ. Thì cô phải đi vô tới chợ, đi chợ Bà Chiểu. Chợ Bà Chiểu lắm. Dạ, chợ Bà Chiểu. Cô mà cô vẫn phải đi, tại vì cái lòng đam mê của mình mà. Với lại cô thích hát lắm. Thì cô vô rồi cô tập nhạc. Thì cô gặp được một người thầy. Người thầy của cô đó là ngày xưa tập là với cái tinh thần là anh sẵn sàng giúp đỡ cho em để em trở thành một ca sĩ mà không dám nghĩ là sẽ thành danh để mà như cái tên tuổi cô có bây giờ.
thì chỉ mong giúp cho em được đi làm, hát rồi đi làm trong những cái trường hợp hàng như là hồi xưa Việt Nam Airlines người ta có cái chương trình văn nghệ trong đó đó, thì thầy sẽ hoạt động văn nghệ trong, thì thầy sẽ giúp cho em vô trong em hát. Thì thí dụ như buổi sáng thì thầy em đi làm văn phòng với người ta, buổi chiều thì tập nhạc này nọ. Nhưng mà lúc đó mình mới 15, 16 tuổi rồi thì gia đình với lại mọi người có chấp nhận không cô? Thì cô cũng nghĩ vậy, nếu mình còn nhỏ quá mà chưa có căn cước nữa. Thì thầy có lên trình bày với lại ban giám đốc, thì thầy sẽ bảo lãnh cho cô là nếu mà khi cô vô trong đó cô làm thì cô sẽ làm tốt để cho thầy khỏi có mang tiếng là cô con này còn nhỏ quá mà chưa có tới tuổi đi làm. Nhưng mà cô này có một cái chất giọng rất là tốt, là thầy bảo đảm là cô sẽ là một thành viên tốt trong ban nhạc lúc bấy giờ. Thì má cô là người ra đứng ra là đi lãnh tiền lên làm giấy ký giống như là bảo đảm cho cô vậy. Thì cô được vô đi làm. Thì đây là một trong những cái bức hình mà đầu tiên trong cái cuộc đời cô của cô. Hình ở đây luôn. Cô có được một số hình. Đây là cái người thầy đầu tiên mà dạy cho cô và đưa cho cô vô Việt Nam Airlines đây làm. Đó là rồi, vào lúc đó thập niên 1960, đầu năm 60, 65 qua 66. 65 qua 66 rồi. Cô lúc đó cô ốm, mi nhon. Cô ốm lắm. Nhớ chứ ạ. Đây là còn đây đó là cái cũng là cùng thời điểm cùng luôn hay thời điểm là... đó. Cái lúc này lúc thì... đầu này là còn nhỏ chưa có biết mặc áo dài. Thì bây giờ là lúc này là mình mặc áo dài rồi. Lớn chút xíu rồi mấy tháng sau cũng lớn lớn. Đây có trang điểm động hơn chút xíu. Đây là nguyên một ban hộp ca đó. Hộp ca đó. Là ở trong hàng không lúc trong đó hàng luôn. Không. Cái tấm hình này là chắc là lâu lắm rồi cô giữ lâu được lắm đó hay lắm vậy. Cái này là cô cũng xin từ thầy. Thầy với lại cô đó là giữ lại để làm kỷ niệm đó. Thì cô về đây cô gặp thầy. Thầy này là thầy nhạc sĩ Ngọc An. Thì thầy cho lại cho cô mấy tấm hình để kỷ niệm. Đây là thầy. Đây cũng thầy, thấy là đó. Ông đứng bé bên này. Thì cô đứng chính giữa. Rồi cái thời gian thì mấy tháng sau thì có một cái tiệc cũng rất là lớn. Thì cô cũng đi hát ở trong cái buổi tiệc của Hàng không Việt Nam đãi, thì cô gặp được nhạc sĩ Thu Hồ. Ông nhạc sĩ này này con. Nhạc sĩ Thu Hồ là một nhạc sĩ lớn, đặt những nhạc phẩm rất là hay. Đó là chẳng hạn như là bài Quê Mẹ. Và cũng là thân sinh của ca sĩ Mỹ Huyền. Đây là một cái bữa gặp. Và sau bữa đó là cô thay đổi cuộc đời của cô hết á. Là thầy hỏi cô ở đâu thì đi lại gặp thầy, là thầy sẽ giới thiệu cho cô đi qua một cái trung tâm khác. Trời để để cho con giống như là thầy nói để cho con có cái bước tiến xa hơn. Thì sau cái ngày này, sau cái bức ảnh này đó là cuộc đời cô thay đổi hết. Cô xin nghỉ lúc mà cô ký contract với lại nhạc sĩ Nguyễn Nhân Đông là thầy Thu Hồ đưa đi. Đưa đi là ký với hãng Continental. Thì sau ngày đó là cô cũng phải xin nghỉ làm. Tại vì cô không còn thời gian nữa. Cô phải tập trung để qua cho cái trung tâm mới của cô. Thì từ cái ngày đó đó là cô ký contract cho hãng dĩa Continental trong 3 năm. Cô phải độc quyền trong hãng dĩa đó. Nên lúc đó mình phải bận rộn hơn nên mình phải tạm bỏ cái công việc này luôn. Thì từ ngày đó đó là năm này là năm mười mấy tuổi hả cô? 1966. 66. 66. Thì tới đầu năm 67 là cô chính thức là đầu quân cho hãng dĩa Continental. Lúc đó 17 tuổi. 17 tuổi. Lúc đó 17 tuổi. Vậy là 44 năm rồi. 44 năm. Cô đi hát. Con thấy còn có một tấm hình tấm nữa. Tấm hình này đó hả, là tấm hình kỷ niệm là cô ở San Jose, California. Cô lúc nào cũng trung thành với tảo dài. Hình như là năm này là năm 90 vậy. 90.
vô trong trung tâm đó thì cô vẫn tiếp tục duy trì cái phong cách là mình hát những cái ca khúc nhạc trữ tình. Nhạc trữ tình. Thì khi mà cô được vô trung tâm nhận thì cô phải hát thử cho thầy Nguyễn Như Đông nghe. Thầy thấy chất giọng của cô rất là buồn, và theo cái ở trong trung tâm thì tất cả những ca sĩ hát ở trong đó thì thầy đều muốn là ca sĩ mình, học trò của mình phải đa tài. Thì trong thời gian học nhạc, học tân nhạc thì cô cũng phải học cổ nhạc, nó song song với nhau. Thì cô cũng nói với con là cô rất là may mắn, thứ nhất là được về trung tâm của hãng Continental của thầy Nguyễn Nhân Đông, thì cô lại được thầy đề nghị một người thầy dạy về xương hát, cái cách hát, và cái người thầy đó phải chịu trách nhiệm những cái gì mà cô sẽ học sắp tới. Thì đó là nhạc sĩ Ngọc Sơn. Thầy Ngọc Sơn đó là thầy có bổn phận là phải dạy thanh cho cô mỗi ngày. Và bất cứ một bài hát nào khi hãng dĩa đưa là thầy chịu trách nhiệm tập cho cô. Thì cô cũng may mắn là gặp thầy nữa, bởi vì thầy có một cái lối dạy nhạc rất là lạ. Là thầy bắt cô khi hát không được lấy hơi. Tất nhiên là trong một cái khuôn nhạc nó vậy, có bốn ba duyên. Thì bốn ba duyên đó cô không được lấy hơi. Tất nhiên cô phải đi từ 1, 2, 3, 4. Mà hôm nào mà cô hụt hơi là cô phải lấy lại, cô phải làm lại. Thành ra vì cái chỗ tập từ đầu như vậy là cô quen cái thôi. 40 duy đó là bốn cái khuôn nhạc hả? Khuôn nhạc ở trong chẳng hạn như là màu hoa phân xê, màu hoa tình yêu, hay hoa của giang. Là đi lấy hơi vậy. Thì cái bài đầu tiên mà cô được chọn để hát trong 10 bài để thôi cho hãng dĩa thì đó là bài Màu tím băng xê của của nhạc sĩ Ngọc Sơn. Thì là cô đã rất là thành công trong cái lối hát như vậy. Và nhưng mà học rồi học tân nhạc rồi cả cổ nhạc luôn thì có khó khăn gì không cô? Thì dĩ nhiên là khó. Cô đó là tân nhạc là giống như ở trong máu mình rồi. Nhưng mà cổ nhạc thì cô phải bắt đầu lại từ đầu. Từ cái số hoàn toàn cô không biết. Cô là được nhạc sĩ Yên Sơn dạy cho cô, thì thầy Yên Sơn ở bên cầu chữ Y. Là mỗi một ngày lúc đó là má mua cho được cái Velo Select rồi. Đi hát, tập tễnh đi hát thì má đã mua cho cái xe để đi học. Thì trời trưa nắng như vậy là cô học từ 10 giờ cho tới 12 giờ ở bên thầy. Ngoài những cái lúc mà thao văn thì lúc nào rảnh rỗi là cô phải đi học cổ nhạc. Thì khi mà cô học cổ nhạc lúc bấy giờ trong cái lớp cổ nhạc của cô đó là có Chí Tâm. Chí Tâm còn rất là nhỏ, và Tài Lương chứ không phải Tài Linh. Tài Lương là chị ruột của Tài Linh đó. Thì còn nhỏ lắm mà cô thấy mấy em học đó, hát ro. Trời, cô phục quá trời luôn. Thì khi mà cô vô trong học cổ nhạc cô mới thấy là đó một điều rất là khó. Rất là khó. Khó luyến lái rồi, ngân này nọ. Đã cái đó đã khó, học nghiệp đã khó rồi, còn thêm diễn xuất nữa. Thành ra trong mắt cô, một cô đào cải lương thật là giá trị. Bởi vì họ phải có tài, thực sự là rất là tài. Tại vì cô vô học rồi cô mới biết đã về hát rồi ca còn diễn nữa không. Thành ra đối với cô thì cô phục những cô đào hát cải lương rất là nhiều. Cô nghĩ là trời cho họ phú cho họ, đã tai nghe rồi còn mắt rồi còn phải hát nữa. Mà có như cô học nhạc không mà cô không thành công con à. Cô học 2 năm trời mà cô hát vẫn rất nghiệp như thường. Thì có một bữa cô được đề bạt là hát cổ nhạc. Thì bữa đó cô thâu rồi có Chí Tâm đi theo, tội nghiệp lắm nha. Cô sẽ chỉ nhịp cho cô, khi nào cô đập xuống là cô vô nhịp. Mà trời ơi, ngó chữ rồi còn ngó con nữa. Nói với cô, nói với Chí Tâm. Thì nhịp bên cổ nhạc khác với lại tân nhạc nhiều. Rất là khó. Cô cho tới bây giờ cô cũng không còn làm được mà. Thành ra cô phục lắm. Rồi cô hát cái bài Đành Quên Sao của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Thì nhạc đó thì Hoàng Thi Thơ mà lời nhờ cái lời cổ nhạc đó, thì của nhạc sĩ Viễn Châu. Mà cô làm hoài không được con. Rồi cô bị kêu ra, thầy kêu ra, thầy nói tại sao mà con học 2 năm trời mà con không có hoàn thành một cái bài hát như vậy. Cô mới nói là tại vì con tập trung hát bên tân nhạc,
mà bây giờ hát bên cổ nhạc mà con không hiểu chắc tổ không đãi con hay sao, mà con học hoài mà không được, nhịp cứ rớt hoài, mà hát rất là mùi, giọng ca rất là buồn. Thì thầy nói là như vậy là con chưa có duyên với bên cổ nhạc. Thì thầy có nói là thôi thì để cho vô lên tập, tập thật nhiều đi rồi mới chính thức để mà thâu. Thì bữa đó là thầy trả tiền hết cho bên cổ nhạc đó, bên tân nhạc đi về. Thì cô cũng thấy là làm tiếc lắm, mình có cơ hội mà vẫn không làm được. Thì từ đó trở đi là cô không có tiếp tục để học cổ nhạc nữa. Nhưng mà con thấy như vậy là chứng tỏ là khi mà cái giọng ca mình mùi mẫn mà được thiên phú như vậy á, thì cái gì nó cũng phải chỉ có một thôi chứ không phải là nhiều quá không cô? Tại vì... để dồn vào một cái thôi là tân nhạc thôi. Tại vì thầy thì muốn là học trò của thầy phải đa tài. Dạ. Và điển hình là cái người người đi trước cô đó là đàn chị đó là Thanh Tuyền. Dạ. Thanh Tuyền là đàn chị của cô ở trong trung tâm ban nhạc Continental, cũng đã hát được cổ nhạc. Thì còn một số ca sĩ nữa sau cô là cũng có học nhưng mà không hiểu sao mà họ cũng không theo được. Nhưng mà thà là cứ một cái thôi nhưng mà mình sẽ thành công luôn vậy. Học hỏi nhiều cũng tốt không? Dạ. Mà cô có còn nhớ là khi mà mình mà bước lên sân khấu đầu tiên đó, lúc đó cái cảm giác của cô như thế nào không? Cô cũng được một cái sự tập vợt từ ở trong Vietnam Airlines á. Thành ra rồi cô khi mà cô thực sự đi hát thì cô hát lúc mà về hãng nghĩa Continental thì cô được thầy giới thiệu đi hát. Hát nhiều lắm, hát cho những chương trình tuyển lựa ca sĩ Ả Rập Quốc Thanh. Quốc Thanh bây giờ vẫn là Quốc Thanh đúng Quốc Thanh ngày xưa đó, bây giờ vẫn còn đó. Thì cô hát ở đó thì nói cho ngay đi ra với một cái sân khấu lớn thì dĩ nhiên là hồi hộp rất là nhiều. Cô vẫn một lần là thương ông bầu Duy Ngọc lắm. Tại vì thầy Nguyễn Nhân Đông gửi cho ông Duy Ngọc đó là thầy có một học trò, anh có một học trò mới. Thì anh giới thiệu cho em giúp đỡ cho nó đi hát. Thì cô tới hồi đó hát tuyển lựa ca sĩ là tới 12 giờ trưa đó là trễ lắm rồi đó. Là 9 giờ là phải làm chương trình mở màn. Thì thí sinh ở dưới, ngồi dưới cô thì được lên sân khấu. Rồi cô đã 8 giờ đã tới rồi đó con. Cô ta 8 giờ cô tới, cô ngồi cô chờ. Mà sao tới 11 giờ rồi cũng chưa được hát nữa. Cái ông Duy Ngọc cũng đi vô một lần thấy cô ngồi chờ tội nghiệp con nhỏ này quá. Chờ anh chút, em chờ anh nha. Rồi một hai tiết mục rồi tới em. Cái xong rồi cô ngồi cô chờ. Cuối cùng cứ có một ca sĩ nổi rất là nổi tiếng lúc bấy giờ á, lại dạch cái màn ra nhìn. Anh em hát sau này nha. Thì anh không được đâu em, có anh Nguyễn Nhân Đông có giới thiệu một ca sĩ mới cho anh, thì sau này đó là tới cổ rồi mới thấy em. Cái cô đó không chịu, anh phải cho em hát, anh phải cho em hát thôi em mới đi về. Mà thiệt sự là cổ đi về. Vậy mà ông Ngọc á, bởi vì cô thương cho tới giờ là vẫn thương ông Duy Ngọc cho tới giờ, là cái tình, cái tình ông dành cho những ca sĩ mà mới đó. Cái em hát, chỉ em hát, cô chuẩn bị mà cô không muốn chết gì nha con. Cái cô được ra hát sau đó thì cái cô kia bỏ đi về. Mà vì cái tình cảm như vậy mà cho tới bây giờ mấy chục năm nay rồi, cô giữa cô với ông Duy Ngọc vẫn là khăng khít cho tới bây giờ. Cô luôn luôn gặp ông, cô nói em không có quên được cái ngày đó đâu, hồi đó anh giúp em đó. Vẫn là một cái kỷ niệm khó quên. Cái kỷ niệm mình khó quên đó. Khi mà mình lên sân khấu rồi những cái bước chặng đường đầu tiên mà mình bước lên sân khấu gặp cái đó là cô cho cũng là những cái sự may mắn của cô. Cái thứ nhất, thứ nhì đó là lúc bấy giờ là thầy Nguyễn Nhân Đông rất là power, là có sức mạnh như lối với nhân ông bầu xô. Thành ra rồi thầy gửi là người ta phải giúp đỡ cô. Nhưng mà con nghĩ là ngoài cái may mắn đó thì mình cũng phải có cái tài năng nữa thì mới có thể mà giữ vững cho đến ngày hôm nay. Thank you.
chẳng nuối. Hẹn nước tròn đôi bây giờ riêng một mình tôi, mơ nhiều ước nhiều để sống và cũng như là ca hát ở bên Mỹ khá lâu rồi à, và khi trở về Việt Nam thì không biết là cô cái cảm giác của mình như thế nào khi mà được khán giả ở quê hương của mình đón nhận, và cũng như là cô có cái cảm xúc của mình lúc đó hạnh phúc nhiều không cô? Mới đầu thì cô cũng không tự tin đâu, tại vì cô sợ là thời gian mà cô đi cũng lâu quá đi rồi có thể khán giả cũng sẽ không nhớ đến mình, khán giả sẽ quên mình. Thì cô gặp một người bạn đó là họ khuyến khích cô rất là nhiều, đó là ca sĩ Trường Thanh đó.
Thủy nói là Vô Linh về đi, về Việt Nam đi, khán giả còn thương mến Vô Linh lắm. Thì mình nghe mình cũng lấy thêm tự tin để mình đi về. Thì cái thời gian mà cô chuẩn bị về đây thì cô được Trung tâm Ban nhạc Rạng Đông mời. Thì nói cho ngay ra sẵn đây thì cô cũng có chuyển lời cảm ơn cô Thu Dung á. Lúc bây giờ đó cô cũng nói, chị Linh ơi, khán giả còn thương chị lắm. Giống như khuyến khích cô đó, về đi chị. Rồi em sẽ tổ chức những chương trình cho chị đi xuyên Việt. Thì cái ngày mà Vô Linh đặt chân lên phi cơ đi là cái đêm đó không có ngủ đó. Hồi hộp quá trời đất đi. Rồi cái về đây thì cô được cái sự thương mến của khán giả. Con biết khán giả người ta chờ đó. Người ta chờ cô với Tuấn Vũ á, mà cô họ rượt chạy vòng ở trong sân khấu á, con biết á, mà một tiếng hơn mà cô chưa ra khỏi sân khấu được. Khán giả ở ngoài chờ nó bảo vệ đâu có cho ra. Mà cứ vòng trong sân khấu cô chạy hoài chạy cô với Tuấn Vũ. Thì nhân đây thì cô cũng nhắc là cái thời gian mà cô rất là vui, thời gian đầu là cô về thì cô hát xong rồi còn có Tuấn Vũ nữa. Thì thời gian mà cô ở bên Mỹ đó, cô với Tuấn Vũ không có cơ hội đi hát cùng với nhau. Mặc dù cái băng Đôi Mắt Ngày Xưa do cô thực hiện đó đã rất thành công tại Mỹ, mà không hiểu sao không có cơ hội. Rồi khi về được Việt Nam thì bà Thu Dung bà kết hợp cô lại với Tuấn Vũ trở cô lại. Thu Dung là ở bên Trung tâm Ban nhạc Rạng Đông á. Thì kết hợp thì thời gian đó cô với Tuấn Vũ thật là nhiều kỷ niệm. Đi hát ở Việt Nam từ Nam ra tới ngoài Bắc. Thì cô rất là hạnh phúc bởi vì cô không nghĩ là, tại vì ở bên Mỹ đó cái khán giả trẻ đó là dĩ nhiên họ không biết cô là ai rồi. Mà họ không biết, không nghe được tiếng Việt nữa. Nghe cái dòng nhạc của cô là dĩ nhiên họ không nghe rồi. Nhưng mà về đây thêm một cái hạnh phúc cho cô đó là khán giả trẻ, cái lớp trẻ đó, họ cũng biết đến cô và vẫn ái mộ. Mặc dù con chưa từng thấy mặt cô ở ngoài, con chưa từng thấy cô hát ở Việt Nam, nhưng mà cái tiếng hát của cô đó đã cho con hiểu và thêm một cái giống như là ba má con, ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội nghe. Thì hôm nay đó là con được gặp cô về, cô gặp một số khán giả trẻ ở đây á. Thì cô giống như là cái những cái lời nói của khán giả đó là thêm sức mạnh cho Vô Linh rất là nhiều. Ở vậy Vô Linh rất là vui được về Việt Nam hát. Cho nên là mong ước của cô là từ cái ngày mà cô về đây cũng gần 10 năm rồi, thì cô đã gắn bó với khán giả Việt Nam rất là nhiều. Và cô đã trân trọng tất cả những gì mà khán giả ở đây đã dành cho cô. Và cô nghĩ là trong thời gian tới thì cô cũng vẫn ở mong ước được về Việt Nam hát. Và cũng có ý tưởng là sống ở đây luôn. Sống ở đây cái thời gian còn lại của mình. Như vậy là cô dự định khi mà mình về đây á, là mình sẽ có thêm một cái công việc khác như là kinh doanh hay là mình lúc sẽ... trước có chứ Tiên. Lúc trước cô cũng mở tiệm phở. Tiệm phở ở cô nấu đó không. Cô mở tiệm phở ở Cách Mạng Tháng 8, nhưng mà công việc đi hát nó nhiều quá thì cô không có không có thời gian cho tiệm phở. Thật ra cô cũng đã làm thời gian nhưng mà không thành công thì cô cũng dẹp rồi. Chứ nếu lúc đó con biết thì con sẽ tới ủng hộ. Vậy là đến bây giờ thì cô vẫn tiếp tục là sẽ đi diễn và gặp gỡ quý vị khán giả đúng không dạ? Hình như là mình vẫn đang tham gia những cái chương trình ca nhạc ở trong nước phải không cô? Cô thì cô hát thường xuyên ở sân khấu Trống Đồng và 126. Rồi cô nhất là cô hay thường xuyên đi ở ngoài Hà Nội. Bởi vì khán giả ngoài Hà Nội họ rất là yêu những cái giọng hát cũ. Chẳng hạn như là cô rồi Hương Lan rồi Thanh Tuyền rồi đó. Ra có khi cô ra cả tháng, còn khi đi mỗi tháng, có khi ba tháng cũng không chừng. Nhưng mà cô ra riết rồi đó là cô nhớ mặt khán giả luôn đó. Cô đi hát thường xuyên nhất là tại thành phố Hà Nội. Xong rồi thủ đô Hà Nội. Xong rồi cô ở đó 10 ngày thì cô đi hát vòng chung quanh đó. Cô đi cùng với lại đôi khi có Mạnh Đình. Mạnh Đình về. Rồi như kỳ rồi cô mới 2 tuần trở qua thì cô hát chung với Hương Lan. Cô đi một đêm về cô chạy 2 điểm. Cũng vui lắm.
Dạ, chạy 2 điểm là đủ rồi chứ không là sẽ rất là mệt. Dạ. Nhưng mà một người nghệ sĩ như thế nào đi, dù là trải qua biết bao nhiêu năm trên cái con đường nghệ thuật của mình, thì cũng phải cần có một cái mái ấm gia đình. Dạ. Thì con muốn dẫn dắt ở đây là để muốn hỏi nhiều hơn về cái cuộc sống gia đình của cô. Dạ. Cô cũng nói với con là ngoài cái may mắn trong nghề nghiệp thì cô cũng có may mắn khi cô lập gia đình. Là chú là một người rất là yêu nghệ thuật. Chú khi mà cô gặp chú thì chú cũng nhờ chú, thì chú cũng ủng hộ cho cô hết lòng. Khi còn ở bên Mỹ thì chú làm những cuốn băng của cô. Cô có đó từ từ 1 cho tới 10 mấy đó là do chính tay chú đích thân chú biên tập hả? Biên tập. Dạ. Chú biên tập. Thì bây giờ về tới Việt Nam thì chú cũng muốn làm một cái gì đó cho cô. Tuy nhiên là từ cái ngày cô về đây là khoảng 10 năm thì chú có một cái máy quay phim nhỏ. Cô đi đâu, cô hát ở đâu, trong 10 năm nay chú đã thu hết những cái hình ảnh đó tại Việt Nam. Thì có thể cô nghĩ là chú đang tính là cái đó là một cái cuốn băng kỷ niệm của chú tặng cho cô khi nào mà cô không còn đi hát được nữa. Thì chú đề là chú tính lấy là quê hương và những kỷ niệm cho cô ở Việt Nam. Thì sắp tới đây đó thì cô sẽ có một cái album mà cô làm từ hồi Mỹ đi ở bên Mỹ trở về đây tới giờ. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam mà cô phát hành có album riêng của cô. Hồi lúc trước cô về đây cô có thâu cho Trung tâm Tràng Đông 2 cuốn, thì cái đó là của Trung tâm. Còn bây giờ là cái này là một riêng của cô. Riêng của cô thì album cô lấy chủ đề là Hàng Mặc Tử. Thì cô sẽ phát hành chắc có thể là trước Noel. Dạ. Có thể là tháng 10, tháng 11. Nhưng mà cũng bao gồm những cái ca khúc như là những ca khúc cũ của cô, Hàng Mặc Tử, Hàng Mặc Tử, có cái tên chủ đề rồi Sầu Lá Bóng. Dạ. Trong đó. Ồ, dạ. Rồi những bài hát mà được cho phép và nó đã gắn liền với tên tuổi của cô. Khi mà nhắc đến gia đình như vậy thì Ngọc Tiên cũng hơi tò mò chút xíu cô. Tại vì không biết là trong gia đình của mình thì ai là người chăm lo ẩm thực cho cả nhà vậy cô? Dĩ nhiên là cô rồi. Dạ. Nhưng mà được có cái là chú cũng dễ ăn lắm. Dạ. Cũng dễ, rất là dễ ăn. Chú mê nhất là khô. Cá khô mực đó. Dạ. Không, cá khô, khô lăng phòng đó con. Dạ. Chỉ cần một khúc miếng cá chiên lên là chú có thể ăn xong bữa cơm của chú rồi. Dạ. Thành ra rồi cô phải chế biến. Tất nhiên là mua khô về cô phải làm sao cho nó thiệt ngon. Dạ. Thì cô chiên lên xong rồi cô trong cái thời gian mấy cái cô lấy cái nĩa nó cô dầm cho nó có cái lỗ á, nó không có đổ đường vô, cô chọt đường vô. Dạ. Thì nó rất ngọt ngọt, ngon lắm. Hôm nào con thử coi. Cái riêng vậy. Dạ, con thử coi. Tại dạ. Chú thích quá, thành ra cô phải nghĩ cái cách làm sao cho ngon. Chỉ có món ăn dễ quá mà. Dạ. Thành ra rồi chú rất là dễ ăn. Con muốn ăn liền rồi đó. Dạ. Nhưng mà thường vậy là cả gia đình rồi cô với chú có hay khi nào mà mình tụ họp gia đình hay là đi chơi đâu đó cùng với gia đình của mình không ạ? Cô khi ở bên Mỹ thì mấy anh mấy chị đi về ở chung với cô. Thành ra cô có một cái gia đình rất là hạnh phúc. Một ngày đó thì buổi sáng là thi mấy cháu đi học hết rồi đó, thì cô ở nhà cô chuẩn bị cho bữa cơm chiều rồi dọn dẹp nhà cửa. Thì ở Mỹ mà con, mọi người phải tự làm lấy, không ai làm được cho mình hết. Thành ra là sáng là cô lo ăn sáng xong cho mấy anh mấy chị với lại mấy cháu với chú đi làm rồi, thì cô ở nhà cô phải dọn dẹp rồi tới giờ rồi cô tập nhạc xong rồi ở nhà có cái máy karaoke đó. Thì cô tự giống như là tự luyện thanh lấy cho mình. Rồi tới giờ buổi trưa đó không có ai ở nhà thì cô tự là tập lấy hát theo vậy đó, khi cô tự hát cái bài của mình nữa. Với lại cô cũng nói với con là có một thời gian cô ở bên Mỹ đó, chú làm về karaoke đó con. Chứ rồi cái cô chạy chữ, chú lo hình ảnh thì chạy chữ, cô chạy hát tới đâu ngưng vậy đó. Thì có thời gian đó cô làm cô cũng vui lắm.
cũng viết rồi thì giờ mà cũng kiếm được tiền nữa. Dạ. Thành ra cô phết chữ, thí dụ như những người mà họ hát họ không biết nhịp đó thì cô phết vô trước. Dạ. Là khi mà họ chuẩn bị là khi họ mở miệng họ hát là nhịp một, nó vô là không cần đếm, cô cho chữ vô trước. Sau này là 1, 2, 3 là lần sau. Người ta làm ở Việt Nam ta làm để cho cái đó cũng có hay đó con, để cho mình chuẩn bị cái 1, 2, 3 rồi 1 nghĩa là mình đã. Rồi sau đó lại tiếp tục những cái món ăn ngon cho gia đình của mình. Trời, con thấy cô là nói chung là hai bàn tay là đảm đang công việc ẩm thực cho gia đình mình vậy. Cũng phải cố gắng thôi, cô học hỏi. Hồi đó cô đâu có biết nấu canh chua đâu. Cô đi đâu cô cũng thấy người ta nấu canh chua đó, người ta nấu cho mình ăn không mà mình đâu có biết nấu. Rồi cô học thì cho tới bây giờ thì cô cũng nấu cũng được, thì chú khen ngon. Chú nói là mỗi một lần đi ăn canh chua ở đâu, chú nói anh thích em nấu hơn. Dạ. Thì ăn ủi mình câu đó mình cũng thấy. Gọi là món ăn rất là quen thuộc của người Việt Nam mình vậy. Canh chua. Ngọc Tiên cũng xin được thay mặt chương trình Sân khấu một cuộc đời và xin được thay mặt những khán giả của chương trình nữa vậy. Xin chúc cô Giao Linh sẽ luôn nhiều sức khỏe như là và đặc biệt là sẽ làm được những cái điều mà mình mong muốn. Và cũng như là luôn được khán giả yêu mến nhiều hơn và đặc biệt là hạnh phúc nữa. Dạ. Thì nhân đây thì cô cũng có đôi lời cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho cô được giao lưu với khán giả. Giao Linh cũng bộc bạch một chút là nhờ cái sự thương mến của khán giả trong mấy chục năm qua đã nuôi dưỡng tiếng hát của Giao Linh cho tới giờ phút này, thì cô cũng mong rằng thời gian tới cái sức của cô làm được gì cho khán giả là cô sẽ cố gắng. Thứ nhất là giữ gìn sức khỏe để mình cố gắng mình hát tốt thêm. Và nếu không tốt hơn ngày xưa thì cũng nó cũng trở lại chút giữ được cái phong độ đó cô. Cô cũng cố gắng rất là nhiều và mong rằng thời gian tới khán giả đã thương yêu cô như thế nào thì cũng giữ được cái tình cảm mà đã dành cho cô mấy chục năm qua. Cô rất là cảm kích và cô hy vọng là thời gian tới cô sẽ thu thêm được nhiều album nữa để giống như là có những một số bài hát á, khán giả yêu cầu, thì cô hy vọng rằng những cuốn băng tới cô sẽ làm hài lòng khán giả.
chân.